À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các con đến với tiết học tiếng Việt. Để sở học đạt được kết quả cao, các con hãy chuẩn bị sách học sinh, vở ghi và đặc biệt chú ý theo dõi bài học nhé. Cô cùng các con hãy ôn và khởi động. Con hãy nói lại xem bài học trước chúng mình đã học bài gì. Từ bài học đó, con đã học được điều gì thú vị? Bài học trước, chúng mình đã đọc bài Đi học của nhà thơ Hoàng Minh Chính. Qua bài thơ, chúng mình nhận thấy vẻ đẹp của con đường đến trường của các bạn học sinh vùng cao và ngôi trường của các bạn cũng rất đẹp. Các bạn rất yêu ngôi trường của mình. Hôm nay, cô cùng các con hãy khởi động cùng bức tranh nào. Các con hãy quan sát tranh và nói về việc làm của cô giáo trong tranh. B. Nói về thầy giáo hoặc cô giáo của con. Như vậy, ở mục 1, các con hãy thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, chúng mình nói về việc làm của cô giáo trong tranh. Nhiệm vụ thứ hai, chúng mình hãy nói về thầy giáo hoặc cô giáo của con. Các con thấy trong tranh cô giáo đang làm gì? Các bạn học sinh như thế nào? Trong tranh, cô giáo đang dạy các bạn học sinh tập viết. Các bạn đang chăm chú theo dõi cô giáo hướng dẫn viết bài. Để các con hiểu được tình cảm giữa cô giáo và các bạn học sinh và ngược lại, các bạn học sinh dành cho cô giáo như thế nào? Hôm nay chúng mình tiếp tục đến với chủ đề 3, mái trường mến yêu. Qua bài 3, hoa yêu thương. Cô cùng các con đến với mục 2, đọc. Chúng mình hãy lắng nghe cô đọc bài nhé. Hoa yêu thương. Hôm nay, cô giáo cho lớp vẽ những gì yêu thích. Tuệ An hí hoáy vẽ siêu nhân áo đỏ, thắt lưng vàng. Gia Huy say sưa vẽ mèo máy, tỉ mỉ tô cái ria cong cong. Cuối giờ, chúng tôi mang tranh đính lên bảng. Mọi ánh mắt đều hướng về bức tranh bông hoa bốn cánh của Hà. Trên mỗi cánh hoa ghi tên một tổ trong lớp. Giữa nhụy hoa là cô giáo cười rất tươi. Bên dưới có dòng chữ nắn nót, hoa yêu thương. Ai cũng thấy có mình trong tranh. Chúng tôi treo bức tranh ở góc sáng tạo của lớp. Phạm Thủy. Các con thân mến, hôm nay các con sẽ làm quen với vần oai. Trước hết, con hãy đọc vần oai nào. Oai. Oai. Các con hãy tìm xem trong bài tiếng nào có chứa vần oai. Chúng mình hãy kiểm tra của cô nhé. Mời các con cùng đọc từ nào. Hí hoáy. Hí hoáy. Trong từ hí hoáy, tiếng hoáy chứa vần oai. Để giúp các con đọc tránh đọc sai một số tiếng, các con hãy chú ý đọc đúng cho cô một số tiếng và từ ngữ sau. Chúng mình cùng đọc nào. Say sưa. Tranh. Nhụy. Sáng tạo. Còn hãy đọc lại các tiếng được gạch chân nhé. Hí hoáy. Say sưa. Tranh. Nhụy. Sáng tạo. Bây giờ
Cô mời các con hãy tìm xem bài đọc hôm nay có mấy câu. Chúng mình hãy kiểm tra cùng cô nhé. Như vậy, bài đọc hôm nay gồm có 10 câu. Khi đọc, các con chú ý nghỉ hơi sau dấu chấm, ngắt hơi sau các dấu phẩy và chú ý một số câu dài nhé. Bây giờ, cô mời các con hãy luyện đọc từng câu một nào. Chúng mình hãy lần lượt đọc từng câu một nhé. Hôm nay cô giáo cho lớp vẽ những gì yêu thích. Tuệ An hí hoáy vẽ siêu nhân áo đỏ, thắt lưng vàng. Gia Huy say sưa vẽ mèo máy, tỉ mỉ tô cái ria cong cong. Cuối giờ, chúng tôi mang tranh đính lên bảng. Mọi ánh mắt đều hướng về bức tranh bông hoa bốn cánh của Hà. Trên mỗi cánh hoa ghi tên một tổ trong lớp. Giữa nhị hoa là cô giáo cười rất tươi. Bên dưới có dòng chữ nắn nót: hoa yêu thương. Ai cũng thấy có mình trong tranh. Chúng tôi treo bức tranh ở góc sáng tạo của lớp. Con hãy đọc chú ý một số câu dài, ví dụ như câu sau. Con hãy đọc lại câu này nào. Chúng mình chú ý ngắt giọng nhé. Các con hãy đọc lại câu cuối nào. Chúng tôi treo bức tranh ở góc sáng tạo của lớp. Các con thân mến, theo con, bài học này được chia thành mấy đoạn? Bài học này được chia thành hai đoạn. Đoạn 1, từ đầu cho đến cái ria cong cong. Và đoạn 2 là đoạn còn lại. Bây giờ, cô mời các con hãy lần lượt đọc từng đoạn một nhé. Chúng mình cùng đọc đoạn một nào. Hôm nay cô giáo cho lớp vẽ những gì yêu thích. Tuệ An hí hoáy vẽ siêu nhân áo đỏ, thắt lưng vàng. Gia Huy say sưa vẽ mèo máy, tỉ mỉ tô cái ria cong cong. Con hãy đọc lại đoạn 1 nhé. Chúng mình cùng đọc đoạn 2. Cuối giờ, chúng tôi mang tranh đính lên bảng. Mọi ánh mắt đều hướng về bức tranh bông hoa bốn cánh của Hà. Trên mỗi cánh hoa ghi tên một tổ trong lớp. Giữa nhị hoa là cô giáo cười rất tươi. Bên dưới có dòng chữ nắn nót: hoa yêu thương. Ai cũng thấy có mình trong tranh. Chúng tôi treo bức tranh ở góc sáng tạo của lớp. Con hãy đọc lại đoạn 2 một lần nữa nào. Con hãy đọc lại đoạn 1 nhé. Và trong đoạn 1, các con chú ý từ hí hoáy. Hí hoáy ở đây có nghĩa là chăm chú và luôn tay làm việc gì đó. Ví dụ như bạn Nam đang hí hoáy để vẽ bài.
vẽ một bức tranh hoặc là viết bài. Tiếp theo, các con chú ý từ tỉ mỉ. Tỉ mỉ ở đây có nghĩa là kỹ càng từng cái, rất nhỏ. Con đọc tiếp đoạn 2 nhé. Trong đoạn 2, các con chú ý từ nhụy hoa. Vậy con có biết nhụy hoa là bộ phận nào của bông hoa không? Nhụy hoa, đây là một bộ phận của một bông hoa. Sau phát triển thành quả và hạt thường nằm ở giữa bông hoa. Đây chính là phần nhụy hoa đấy các con ạ. Chúng ta chú ý từ nắn nót. Nắn nót có nghĩa là làm cẩn thận từng tí cho đẹp, cho chuẩn. Sáng tạo. Sáng tạo có cách làm mới. Như vậy, vừa rồi các con đã hiểu được một số từ ngữ. Các con chú ý để sử dụng từ ngữ trong cách nói, cách viết của mình nhé. Giờ cô mời các con đọc lại toàn bài đọc nào. Hoa yêu thương. Hôm nay cô giáo cho lớp vẽ những gì yêu thích. Tuệ An hiếu hoáy vẽ siêu nhân áo đỏ, thắt lưng vàng. Gia Huy say sưa vẽ mèo máy, tỉ mỉ tô cái ria cong cong. Cuối giờ, chúng tôi mang tranh đính lên bảng. Mọi ánh mắt đều hướng về bức tranh bông hoa bốn cánh của Hà. Trên mỗi cánh, hoa ghi tên một tổ trong lớp. Giữa nhụy hoa là cô giáo cười rất tươi. Bên dưới có dòng chữ nắn nót, hoa yêu thương. Ai cũng thấy có mình trong tranh. Chúng tôi treo bức tranh ở góc sáng tạo của lớp. Bây giờ cô mời các con đến với mục 3, trả lời câu hỏi. Con hãy đọc to câu hỏi A nào. Lớp của bạn nhỏ có mấy tổ? Con đã có câu trả lời chưa? Lớp của bạn nhỏ có 4 tổ. Đó là các tổ, tổ 1, tổ 2, tổ 3 và tổ 4 phải không các con? Vậy lớp con có mấy tổ? Con hãy chia sẻ với bố mẹ mình nhé. Chúng mình đến với câu hỏi B. Con hãy đọc to câu hỏi nào. B. Bức tranh bông hoa bốn cánh được đặt tên là gì? Chắc các con đã có câu trả lời rồi. Đó là bức tranh bông hoa bốn cánh được đặt tên là hoa yêu thương. Chúng mình đến với câu hỏi C. Theo em, có thể đặt tên nào khác cho bức tranh? Chúng mình có thể đặt những tên khác cho bức tranh như hoa tình thương, hoa đoàn kết, lớp học yêu thương, hay lớp học tôi yêu. Hay có những tên khác mà con đã nghĩ ra rất hay phải không nào? Như vậy, các con đã vừa đọc và trả lời câu hỏi của bài rất tốt rồi. Cô mời các con hãy tiếp tục đến với mục 4. Viết vào vở.
câu trả lời cho câu hỏi C ở mục 3. Ở mục 3, các con đã trả lời được các câu hỏi rồi. Bây giờ các con hãy nhớ lại để viết câu trả lời vào vở nhé. Bức tranh có thể đặt tên khác là... Trước khi viết, các con hãy chú ý cách viết câu. Chúng mình viết hoa chữ đầu câu và cuối câu, các con chú ý dùng dấu chấm nhé. Như vậy, chúng mình hãy nhớ lại mình đặt tên cho bức tranh đó là gì? Cô có thể đặt tên khác cho bức tranh đó là hoa đoàn kết.